Sáng nay, tại nhà văn hóa thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Di tích khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa điểm gắn liền với sự kiện Bác Hồ về thăm, nói chuyện và biểu dương thành tích làm thủy lợi của Đảng bộ và nhân dân xã Vạn Xuân, nay là xã Đình Dù, vào ngày 3 tháng 7 năm 1958. Sau nhiều lần được đầu tư nâng cấp, tôn tạo, xây dựng mới một số công trình, đến nay khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Đình Dù có đài tưởng niệm Bác Hồ, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà bia liệt sĩ, bia lưu niệm cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác. Đặc biệt, khu còn lưu giữ cây bàng, nơi Bác đứng nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vạn Xuân năm 1958. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh với khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đình Dù.